Dạ rồi, em Thiện Đỉnh xin kính chào quý bà con mình nha. Thì hôm nay thì ngày 13 tháng 3 năm 2023 thì cũng có nhiều bà con cũng như là những khách hàng, những người đang theo dõi em về cái kênh Thái cũng có chia sẻ với em là thầy ơi, sao mà cái mùa này bông của em nó ra ít, với lại nó ra xong rồi nó cũng rụng, nó không có đậu, chung là một tỷ lệ đậu quá thấp. Thì vậy thì nguyên nhân do đâu vậy thầy? Thầy có thể chia sẻ cùng với chúng em được không? Thì em cũng sáng hôm nay thì làm một cái video để chia sẻ cho quý bà con mình cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng cái mùa này mà nó không đậu. Thì đối với bà con cũng biết cái mùa này là cái mùa thuận, thì bà con nó tỷ lệ đậu rất là cao, bà con mình chỉ cần làm đúng cách thì nó tỷ lệ đậu cao lắm, nó không cần phải thụ phấn luôn á. Nhưng mà cái vườn bà con nào mà không đậu thì mình đặt ra cái vấn đề rất là lớn, do bà con mình có đi đúng kỹ thuật hay không. Còn đây em đang tưới bà con, đang tưới cho nó sương, cái trời nắng này giờ này mà có 12 giờ trưa nó cũng trời nắng, tưới sương cho nó một cái cho nó giữ cái ẩm đó. Thì cái vườn của em đây bà con thụ phấn được 3 đến 4 ngày rồi. Và bây giờ thì trái đậu rất là nhiều, chung là có thụ là đậu, mà có những cái trái thì không cần thụ nó cũng đậu luôn. Ví dụ như đây nè, mấy cái trái mà nó tượng tượng ra nó xanh, cái cánh nó dảnh lên gì nè, nó còn gì nè, cuốn nó xanh thì nó đậu. Đây mấy trái này đậu trước nè, trái này đậu luôn nè. Cây hiện tại giờ đậu cũng tầm chục trái, mười mấy trái rồi đó bà con. Đậu nhóc ở chân này, nói chung là tỷ lệ đậu cao lắm, cực kỳ cao, đậu hết rồi. Bây giờ là mình đó, nè bà con thấy cánh nó thẳng cánh gì cuốn xanh á, còn lúa cái tượng gì là đậu. Thì cái gì cũng có bà con hỏi gì nè bà con. Hôm qua sáng có khách điện em hỏi thầy ơi, hôm qua em có phun cái thuốc gì sinh học không à, nhưng mà sao nó nám trái trơn, trái non như vậy nè mà nó nám trơn rồi, nhờ thầy cứu giùm. Em cũng chia sẻ với bà con luôn cái giai đoạn này mà như cái mức độ đó thì trái nó nám trơn rồi sao cứu bà con. Bởi vì cái việc mà bà con mình xài thuốc á, bà con mình nên thật sự thận trọng, đến những cái địa chỉ uy tín, nó đậu quá trời đậu bà con. Thì mình nên mình có người ta xài qua cây na rồi thì mình hả xài, tại vì cây na nó khó lắm bà con, cái lá nó rất là dễ bị tổn thương đó, nên mà khi bà con mình xài thì người ta xài rồi mình hả xài hiệu quả, mình hả xài chứ cây na nó dễ bị cháy, bị nám lắm nha bà con. Này quá trời đậu luôn bà con ơi, chung là nó tự đậu nhiều lắm, khỏi cần phải thụ luôn, thì thụ một số thôi, nó bông nè đó, trái đậu gì đậu đó. Cây này đậu mấy chục trái rồi đây, đếm sơ sơ cũng nguyên cái vàng này đậu nè bà con, thấy nè, đậu lia chia chân 1 2 3 4 5 6 7 8 chính nọ, cái nhánh này không đậu gần cái chục trái này nè, cái nhánh này thôi một chục trái đó. Nên quay lại cái vấn đề đó, bà con mình cây này đậu mấy chục trái rồi chứ không phải là ít nữa, nó nãy em nói mười mấy hai chục trái, nói ít giờ mình đếm một cái nhánh thôi là nó đậu dữ lắm nhiều rồi. Này là thụ phấn bữa hai bữa nữa được rồi, thụ phấn nhiều nữa đó, nó rút ngắn cái thời gian thụ phấn là bà con này ha. Rồi cái quay lại cái vấn đề bà con, khi mà mình xài thuốc á, cái tàn nè bà con, thấy cái tàn nhìn tàn nó tàn ngang không à, đầu đem đọt cái này nó không đứng, em đứng, nếu mà em đứng trong góc là nó không ngang đầu em nữa bà con, nó cháy luôn. Rồi khi mình xịt thuốc mình nhớ mình cố gắng mình làm sao mà cho cái thuốc mà nó phải
có người xài rồi mình hãy xài bà con. Nhiều khi người ta không xài mà người ta chỉ biết cái tính chất thuốc như vậy thôi, nó không biết có nó phù hợp với cây na hay không, nên là nó sẽ ảnh hưởng cái trái nha. Mà nguyên cái sáng anh khách đó anh điện em là 100 cây mà nó bị nám hết trơn luôn rồi đó, dù cái đó nguy hiểm không, nói chung là hư nguyên cái vụ mùa đó luôn rồi. Bây giờ là chỉ còn cách là tứ nước thôi cho nó giả thuốc ra rồi được cái gì được, chứ dần sao giờ sinh học đó bà con, sinh học mà vậy đó. Chung là không phải sinh học mà nó mát đâu nha. Chung là tùy vào cái thuốc cái na nó có thích hợp thì nó có chịu hay không thôi đó bà con. Rồi em quay lại cái vấn đề bà con mà mình nó không đậu trái nè bà con. Cái thứ nhất á, cây mà bà con không đậu trái á là do nó thiếu chất á, chứ không có gì hết. Bà con mình cứ sợ, nhiều bà con lầm tưởng rằng là cái cây này đi tược nhiều, cây này chắc không đậu đâu, nó đi tược nó lo đi tược không à. Nhưng mà thực tế không phải bà con, mình đi khi mà mình đi mình có dằn canxi bo kali thì nó đã hình thành vô cái đậu trái rồi, mình không dằn lại ha thì nó đi tược, đó là chuyện là phải rồi. Nhưng mà mình có dằn lại do mình đi cái kỹ thuật đó bà con, do kỹ thuật mình làm sao mà cho cái cây nó đủ chất, đủ dinh dưỡng, nó nuôi cây, nó nuôi trái ha, nó tạo hình thành trái. Bà thấy cái đọt, bà con thấy cái đọt bên em đi nè, đi nó đâu có trùng đọt gì đâu. Bên em chọn giải pháp là không trùng đọt nha bà con, bên em chọn giải pháp không trùng đọt. Để em chia sẻ bà con về cái giải pháp này thì nó có hai cách bà con mình làm trái. Một là bà con mình thụ phấn không cần trùng đọt mà đi đúng kỹ thuật đã đậu. Hai là bà con trùng đọt rồi ngã đậu, nhưng mà cái phương pháp trùng đọt thì bà con nhẹ ra được cái công, khỏi cần phải thụ phấn, muốn nhân công rồi nhiều đó mấy vườn lớn đó. Nhưng mà bà con tính kỹ, cái nào nó cũng có cái lợi cái hại. Khi bà con trùng đọt là cái đọt này nó bị cụp ngang, giống như nó bị cụp ngang luôn, nó không ra đọt nữa. Thì cái cây của bà con từ cái giai đoạn đó, giai đoạn đậu trái đến về sau là coi như cái cây nó không phát triển, nó coi như là không phát triển. Nhưng bà con có thúc phân cỡ nào thì nó cũng phát triển, chỉ là dụ như 10 phần nó phát triển khoảng 3 phần thôi, khoảng 2 phần thôi, chứ nó không thể nào mà khả năng nó phát triển như cái cây mà sung như cái cây của em được. Tại vì nó đang đi tược lên thì bây giờ nó cứ đi tược là nó phát triển thôi. Nó phát triển như vậy là nó ảnh hưởng cái mùa sau. Ví dụ như bà con ăn cái mùa này rồi thì nó sẽ liên quan tới cái mùa sau cho bà con mình. Khi mà cái mùa sau mà nó cái mùa mình ăn trái rồi mà còn tược, còn mẫu mã cây đồ đẹp thì cái mùa sau là nó còn sức để nó nuôi, nó ra bông tạo trái tiếp tục cái mùa sau. Còn bà con mà mình cứ trùng đọt cho nó, mình làm cho nó suy tàn rồi đó, rồi nó có trái, rồi bà con thu hoạch trái, vậy thì bà con mình suy nghĩ thôi là cái mùa sau nó còn để trái nổi cho bà con hay không. Đây là một cái vấn đề hết sức đặt ra cho bà con, tại sao ông cha em lựa chọn cái phương pháp thụ phấn là gì đó bà con. Nói chung là nếu vườn lớn thì mình phải chấp nhận cái việc trùng đọt thì cũng được, không sao, không vấn đề gì đâu bà con. Nhưng mà bên em tuyệt đối không dùng phương pháp chặn đọt, trùng đọt, chỉ dùng phương pháp là dằn gốc thôi, dằn gốc. Em cũng chia sẻ hoài cho bà con mình đó. Bông này bà con thấy đâu phải ít bông đâu bà con. Mùa này đâu phải ít bông đâu. Rất là nhiều bông. Tại do kỹ thuật, nhiều kỹ thuật, mỗi người mỗi kỹ thuật khác nhau. Đó. Thì em cũng so sánh cho bà con mình hai cái phương pháp để bà con mình có cái sự lựa chọn và đừng có nhầm tưởng quá nhiều về cái vấn đề mà ôi cái đọt cây đi quá chắc không đậu. Cây đi quá chắc không đậu. Không đậu là do nguyên nhân bà con mình đi không đúng kỹ thuật. Mình đi không đúng kỹ thuật nên nó không đậu thôi. Nè mà con thấy cây nó đậu mấy chục trái luôn rồi đó chứ không đậu đâu. Nhưng mà bởi bà con cũng có nhiều vườn đó. À, nói sao thầy, cái cây của thầy nó đi tược dữ à? Nó nuôi cây nổi, nuôi trái nổi. Tại vì em đã sử dụng cái phương pháp như vậy bà con. Mình sử dụng cái phương pháp. Tùy vào cái phương pháp thì cái giai đoạn mình lựa chọn thôi. Đó. Cây của em ấy, bà con thấy cái đọt nó đi còn hơn là cái này là cây tơ nữa. Cây như vậy nó mới phát triển nổi. Có nhiều vườn em đi lại em coi á thì nó không còn cái lá nào chứ, nó không còn cái lá nào, toàn thấy trái không. Bà con nghĩ bà con mình cắt lại xong cái rồi cây đó nó đủ sức cho mùa sau không? Tại cái thằng na thái này nó không có thời gian nghỉ, nó vừa nuôi cây vừa nuôi trái nữa,
rồi nó quay lại nó làm trái tiếp tục. Đó, con đâu có nghỉ đâu, thời gian nghỉ đâu. Đó, lá nào lá nấy nè bà con. Bản tay nè. Đó, em nói ra để cho bà con nào mà đang hiểu sai nhầm về về cái mà còn đã thấy thì mình có thể yên tâm hơn trong cái việc mình xử lý. Bà con đừng sợ đi đọt. Trong mình đi mà nó đúng kỹ thuật, nó đúng phân thuốc rồi đủ chắc là tự hình thành bông là đậu à. Chứ đừng sợ gì mà đi tược quá nó không đậu. Không phải đâu bà con. Tùy vào kỹ thuật nha. Vườn thấy lá không à? Nhưng mà bên trong trái không á. Rồi thêm một cái giai đoạn này nữa cũng lưu ý với bà con mình là về cái trong cái quá trình mà mình nuôi trái. Mình nuôi trái. Nuôi trái. Bà con có nhiều bà con thì cũng tiếc tiền, không có dám tới thuốc thùng. Cha em tới thuốc thùng không à. Bà con nhiều bà con thì xài chọn là làm gì á, không có tới thuốc thùng. Sợ nó tốn phí đi quá là phát sinh chi phí. Nhưng mà bà con mình nếu mà mình đã làm, mình chấp nhận mình làm, cái giá trị kinh tế này rất là cao. Mình tới thuốc thùng tính ra nó rẻ hơn nhiều khi mình đi hữu cơ hàng tấn á. Có nhiều cái vườn là đi hữu cơ hàng tấn nhưng mà tính ra là thuốc thùng nó rẻ hơn. Thùng là thuốc nhập. Thuốc nhập nha bà con. Thuốc nhập thì bà con mình xài cây nó đảm bảo cái thứ nhất nó là dạng phân tử hữu cơ nhiều. Đa số nó nuôi đúng vào vị trí mục đích cho bà con là cái trái nó to, đẹp, tròn đẹp. Nó nuôi luôn cái cây cho bà con cho cái mùa sau. Nó có ảnh hưởng cái mùa sau nha bà con. Bởi bà con nhiều bà con thấy em cái cây em cắt ra là bông nhiều à. Tại vì em tới thuốc thùng. Đó, cái này cũng ít ai chia sẻ bà con nha. Tại vì mỗi người có mỗi kỹ thuật riêng. Nhưng mà tính của em á, là cái nào em chia sẻ được cho bà con là em chia sẻ hết cho bà con mình làm để mình cùng nhau mình phát triển. Chứ em không có giấu làm gì chứ. Em chia sẻ hết ruột hết răng. Còn những cái gì mà em chia sẻ em bán cho bà con á, là những gì mà em rút ra được thực, những cái gì thực tế. Thứ nhất là vườn mẫu của em. Thứ hai là những cái vườn na đẹp mà thân cận với em, người ta chia sẻ với em. Em chia sẻ là bà con mình. Đấy đó là bà con em cứ yên tâm mà khi mà mua hàng bên em, cái gì mà em đã nói ra rồi, đâu ra đó. Em đã sử dụng rồi, em đã làm rồi và em đã hiệu quả em rồi, em mới chia sẻ cho bà con mình. Đó. Bà con mình thấy cái vườn của em bà con thấy không có một cái con gì chứ bà con. Thật sự không phải mà phe cho bà con để quay cho bà con mình thấy cái thực tế tại vườn của em khi mà em xài. Bà con thấy rất là sạch. Nó sạch. Đó, nó rất là sạch. Trái nó đậu nè. Rất là sạch. Không có con gì chẳng nha. Con không có thấy con gẹp, con gầy hay là ba cái con bọ chỉ hay nhện đỏ gì hết. Nếu mà vườn có bọ chỉ là nó không được tốt gì đâu bà con. Bọ chỉ là nó lá rồi bọng rồi nó cắn, nó cằn lá trơn à. Không có được tốt gì đâu. Nó lá xum xê hết. Đó. Thì cũng nhờ những cái thuốc mà em giới thiệu cho bà con mình á. Đó, bà con mình cứ xài cứ yên tâm. Cũng có em thì đang bán cái thuốc nhện đỏ với một số cái dòng thuốc mà em đang bán rất là chạy rất là nhiều bà con, bán nhiều. Nói chung là có những cái khu ở ngoài miền Bắc á, người ta trồng là một vài hecta, người ta đang theo thuốc của em. Đó, không phải mà từ em nói mà để em bán được. Cái vấn đề là cái hiệu quả mà lại cho bà con mình. Em giải quyết được cái gì cho bà con mình. Sắp tới đây em còn giải quyết nhiều cái vấn đề cho bà con mình nữa. Bà con mình thấy cái video em hữu ích á, đừng quên like, hãy chia sẻ nhiều thêm để bạn bè mình nè, có thể là người thân mình có thể biết thêm về cái mảng cầu Na Thái. Có những cái em nói thì nó cứ hơi vòng vòng, nhưng mà những cái gì em chia sẻ cho bà con á là em mong muốn là giải quyết được những cái vấn đề mà bà con đang gặp phải. Ví dụ có thể là nó hay, có thể là nó dở, nhưng mà con thông cảm giùm em. Đây là em, tại vì là cái nông dân thôi, bình thường thôi, nên không có lời lẽ, không có nhiều hả? Hay ha, cái gì mà thực tế thôi. Mình con thấy ha. Rồi, em cảm ơn quý bà con rất là nhiều ha, vì đã luôn đồng hành cùng với em trong suốt cái thời gian qua. Những gì mà em làm cũng chia sẻ đến với quý bà con mình. Cứ yên tâm, cứ yên tâm. Em làm gì thì em cũng có đặt cái chữ tín mình lên hàng đầu hết. Đặt cái chữ tín lên hàng đầu hết. Cái gì biết thì nói biết, còn không biết là nói không biết. Nó rất là rõ rõ nha bà con. Không biết là nói không biết. Chứ không phải mà không biết mà nói khực khực hơi mà để bán được. Thà là em không bán cái mặt hàng đó. Mặt hàng đó em phải biết em mới bán. Nó như kiểu vậy. Rồi sắp tới đây là em còn giải quyết cho bà con về cái vụ túi bao.
cái hàng túi bao mà cái mẫu mới 068 đầu tiên giải quyết được những cái vướng mắc cho bà con mình. Em sẽ cho nó ra lò khi mà hàng nó về tới. Cái túi bao này nó sẽ giải quyết được những cái khó khăn mà bà con đang gặp. Thì đó là gì, thì nữa em sẽ làm cái bài review với bà con, bài review cho bà con mình rõ hơn đó. Nên mà thấy cái bông nào nó cũng đậu, nó có rớt cái bông nào đâu bà con. Trời Phật ơi, cái nào cái chỗ này nó đậu 4-5 trái đó. Rồi, cảm ơn quý bà con rất là nhiều nha. Chúc quý bà con mình có những cái vụ mùa mới thành công, chung là đại thắng nha bà con ha. Rồi, sắp tới thì nông sản phát triển mạnh, bà con mình cũng chúc quý bà con mình khá nhiều thành công ha. Ở bên em thì chuyên về cây giống ăn cầu Na Thái, chuyên về cây giống ăn trái luôn, tất cả những dòng cây giống ăn trái em đều có. Và thứ nhất là phải đảm bảo chuẩn hàng chuẩn giống cho bà con. Cái thứ hai nữa là bên cái mảng hỗ trợ kỹ thuật mảng cầu Na Thái á, sắp tới đây là em đã có nhiều cái thời gian để dành cho cái việc hỗ trợ kỹ thuật bà con mình. Em có thể là tới vườn, tặng vườn bà con mình em để em xem nó như thế nào, để em hỗ trợ bà con cho nó chính xác luôn, chứ không phải là chỉ nhắn tin qua cái online mà sao đâu. Nhưng khi mà ở miền Bắc á, thì em hỗ trợ online, có thể gọi video. Còn ở miền Nam này thì em có thể tới chỗ cho những cái nhà vườn đang gặp khó khăn gì đó, thì em sẽ cố gắng hỗ trợ cho bà con mình ha. Rồi, cảm ơn bà con rất là nhiều. Thì bên em cũng có về những cái mặt hàng túi bao nè, rồi đang thu mua cái măng cầu Na Thái. Bà con là có cái Na Thái nè, rồi vũ sữa còn kia một số loại trái cây khác cứ gọi em. Em đang cần rất là nhiều hàng. Bà con cái đầu ra cho bà con, một ngày em cắt vài tấn, 5-7 tấn cho bà con luôn, chứ không phải là cắt một ngày vài trăm ký đâu nha bà con. Rồi, cảm ơn bà con rất là nhiều. Mọi chi tiết xin liên hệ em Thầy Đỉnh, Ngân Lúc Nốt Cần Thơ, số điện thoại là 0961 084 636, đây số Zalo của em luôn nha mọi người. Thằng ấy kính chào.